Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi của phía Bắc. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, ở các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nhiệt độ đã bắt đầu giảm từ 1 đến 2 độ, cùng với đó là những cơn mưa do khối không khí lạnh tạo ra. Trong ngày hôm nay, cùng với sự dịch chuyển của khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc xuống, ở miền Bắc trời sẽ chuyển mây nhiều và có mưa rải rác, nên nhiệt toàn miền Bắc được dự báo sẽ giảm đi từ 4 cho đến 6 độ. Khu vực giảm mạnh nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn hay là Lạng Sơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này đều thấp dưới 22 độ, trời rét. Còn với khu vực vùng Trung Du và Đồng Bằng, phải đến trưa không khí lạnh mới dồn xuống. Vì thế khoảng thời gian từ sáng cho đến gần trưa, nhiệt độ vẫn ở mức từ 23 cho đến 25 độ. Tuy nhiên càng về chiều thì nhiệt độ lại càng giảm dần. Đến tối và đêm thì toàn bộ phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển rét, đi kèm với đó là có mưa rải rác. Không khí lạnh phải chiều nay mới tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Đến chiều, ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa dông trước tiên. Sau đó, đến tối và đêm, vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Về nhiệt độ, do trong ngày hôm nay chưa có mưa, nên ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vẫn cao từ 28 cho đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 30 cho đến 32 độ. Chỉ riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa sớm hơn, nên nhiệt độ giảm nhẹ chỉ từ 26 cho đến 28 độ. Dự báo theo đà tăng cường của khối không khí lạnh, sang đến ngày mai, hầu khắp Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng. Nhiều điểm sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Ở phía Nam, hình thái thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là rãnh thấp xích đạo có trục từ 5 đến 7 độ vĩ Bắc tác động. Dự báo trong chiều và tối nay ở Nam Bộ sẽ có mưa rải rác, ven biển miền Tây, khu vực Kiên Giang và Cà Mau sẽ có những điểm mưa vừa và mưa to. Nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ, với khu vực Tây Nguyên nhiệt độ ổn định ở ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 và biển động. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, mưa dông rải rác về chiều và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, chỉ còn từ 4 cho đến 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.